Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế giới hôm nay, kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Mỹ biết trước thông tin về vụ không kích đã kịp giấu quân trước khi Iran nã tên lửa. Lực lượng Mỹ tại căn cứ quân sự ở Iraq dường như đã nhận được cảnh báo trước khi tên lửa Iran không kích vào sáng thứ Tư. Theo giờ địa phương, một số hãng truyền thông đưa tin. Theo hãng tin NBC, lực lượng Mỹ tại căn cứ quân sự ở Iraq đã nhận được cảnh báo nhờ thiết bị phát hiện và cảnh báo. Tờ LA Times cũng cho hay radar của Mỹ đã theo dõi được đường bay của tên lửa và kết quả. Nhân sự ở các căn cứ quân sự đã tìm được chỗ ẩn nấp trước khi cuộc không kích diễn ra. Một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết Mỹ đã không đánh chặn tên lửa, cũng theo quan chức này. Lực lượng Mỹ đã ổn định trong khi tình hình đang được đánh giá và ưu tiên lớn nhất là bảo vệ lực lượng, quan chức Mỹ nói. Iran đã phóng các tên lửa đạn đạo không kích vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, chúng tôi đang làm việc trên các đánh giá thiệt hại chiến đấu ban đầu, Lầu Năm Góc nói trong một tuyên bố. Theo LA Times, Iran đã phóng 15 tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, đẩy cao căng thẳng giữa Washington và Tehran sau việc Mỹ giết hại tướng lĩnh hàng đầu của Iran. Tuy nhiên, cả hai căn cứ đều ở trong tình trạng báo động cao khi các lực lượng Mỹ chuẩn bị đối phó với các cuộc trả thù của Tehran cho cuộc không kích đã khiến tướng Iran Soleimani thiệt mạng. Ông Soleimani là lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc vệ binh cách mạng Iran, được xem là nhân vật quyền lực số 2 tại quốc gia Trung Đông này. Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump cho biết quyết định sát hại tướng Soleimani dựa trên thông tin tình báo rằng tướng Iran có liên kết đến việc lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp xảy ra, khiến cuộc sống của người Mỹ gặp nguy hiểm. Washington từ lâu đã xem Soleimani là một nhân vật khủng bố và có trách nhiệm cho các cuộc tấn công chống lại quân đội Mỹ. Tổng thống Trump nói rằng quyết định giết tướng Iran Soleimani là để ngăn chặn một cuộc chiến, nhưng hành động này đánh dấu sự leo thang đáng kể. Anh, Đức lên án Iran tập kích lực lượng Mỹ. Ngoại trưởng Anh và Bộ trưởng Quốc phòng Đức lên án cuộc tấn công tên lửa của Iran vào hai căn cứ liên quan đồn trú ở Iraq, theo AFP. Chúng tôi lên án cuộc tấn công nhằm vào căn cứ liên quân đồn trú ở Iraq, bao gồm các đơn vị quân đội Anh. Chúng tôi lo ngại trước báo cáo về thương vong và việc sử dụng tên lửa đạn đạo, Ngoại trưởng Dominic Raab hôm nay cho hay. Đồng thời, ông Dominic Raab kêu gọi Iran kiềm chế trong tương lai, không lặp lại các cuộc tấn công liều lĩnh và nguy hiểm. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cũng kêu gọi Iran chấm dứt vòng xoáy xung đột. Chính phủ Đức lên án mạnh mẽ sự gây hấn này. Điều quan trọng bây giờ là người Iran kiềm chế để không leo thang thêm nữa, bà Kramp-Karrenbauer nói với đài truyền hình ARD. Indonesia điều F-16 ra Biển Đông đối phó Trung Quốc. Không quân Indonesia hôm 7 tháng 1 đã điều 4 máy bay chiến đấu F-16 tới khu vực quần đảo Natuna gần Biển Đông để tuần tra, trong bối cảnh Bắc Kinh và Jakarta đang căng thẳng về vấn đề chủ quyền, theo CNA. Các máy bay thực hiện các cuộc tuần tra thông thường để bảo vệ khu vực Indonesia có chủ quyền. Chúng tôi không nhận được lệnh là đối đầu với Trung Quốc, phát ngôn viên không quân Indonesia Faza Enrizanto cho biết. Theo dữ liệu của trang web theo dõi lộ trình trên biển Maritime Traffic, ít nhất hai tàu Trung Quốc đã ở trong vùng đặc quyền kinh tế
của Indonesia vào ngày 7 Tây tháng 1. Đức rút bớt quân khỏi Iraq. Đức rút 1/4 số binh sĩ trong liên quân chống ISIS sau khi Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết yêu cầu quân đội nước ngoài chấm dứt hiện diện. Pháp, ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức hôm nay cho biết khoảng 30 trong số 120 binh sĩ Đức đồn trú tại Baghdad và căn cứ Tahi, phía bắc thủ đô Iraq, sẽ được chuyển đến Jordan và Kuwait, và động thái này sẽ sớm bắt đầu. Mỹ cân nhắc tăng trừng phạt Venezuela. Mỹ đang xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt lên chính phủ Venezuela sau khi ông Guaido bị truất phế chủ tịch quốc hội. Reuters dẫn tin từ đặc phái viên Elliot Abrams. Chúng tôi đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung, gồm trừng phạt cá nhân, trừng phạt kinh tế, những điều chúng tôi cho rằng sẽ tăng thêm áp lực đối với chế độ Maduro. Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Venezuela Elliot Abrams nói với các phóng viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm tháng 1 ngày 6. Ngoài ra, ông cho biết Nghị viện Mỹ đã phân bổ một số tiền lớn để giúp cho phe phái ở Venezuela và Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ nghĩ cách sử dụng khoản tiền này, cũng như nỗ lực vận động các nước khác hỗ trợ. Bà Carrie Lam tuyên bố cam kết hợp tác với các quan chức Bắc Kinh tại Hồng Kông, đặc khu trường Hồng Kông. Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Carrie Lam hôm nay tuyên bố cam kết hợp tác chặt chẽ với các tân giám đốc và văn phòng liên lạc chính quyền trung ương tại Hồng Kông, Lạc Huệ Ninh và mô hình một quốc gia hai chế độ, để đưa thành phố trở lại con đường đúng sau hơn 7 tháng biểu tình dân chủ, Reuters cho biết. Theo một khảo sát được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Ý kiến Công cộng Hồng Kông, 59 người dân thành phố ủng hộ phong trào biểu tình dân chủ, 57 muốn bà Lâm từ chức. Công tố viên Nhật phát lệnh bắt vợ cựu chủ tịch Nissan. Công tố viên Tokyo hôm nay phát lệnh bắt Carol Ghosn, vợ thứ hai của cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn, sau khi ông bỏ trốn tại Nhật, theo AFP. Bà Carol bị phát lệnh bắt với cáo buộc khai man trong phiên tòa tại tòa án quận Tokyo hồi tháng 4 năm 2019. Bà Carol Ghosn, 53 tuổi, mang quốc tịch Lebanon và đã vận động tích cực cho chiến dịch đòi tự do cho chồng kể từ khi ông bị bắt ở Nhật hồi tháng 11 năm 2018. 61.000 người Mexico biến mất trong hơn 10 năm qua. Reuters hôm nay dẫn nguồn tin từ chính phủ Mexico cho biết hơn 61.000 người Mexico mất tích trong 10 năm qua do các băng đảng tội phạm hoành hành. Dữ liệu chính thức về những người mất tích là 61.637 người. Carla Quintana, người đứng đầu Ủy ban Tìm kiếm Quốc gia Mexico, cho biết hôm tháng 1 ngày 6, bà nói thêm 25.7% trong số họ là phụ nữ. Hơn 97.4% trong số hơn 61 người mất tích kể từ năm 2006, sau khi cựu Tổng thống Felipe Calderón phát động cuộc chiến chống ma túy toàn diện. Cập nhật thông tin bệnh lạ ở Trung Quốc. Các chuyên gia y tế cảnh cáo công chúng hôm thứ Hai tháng 1 ngày 6 rằng không được chủ quan trước sự bùng phát bệnh phổi lạ ở miền Trung Trung Quốc, mặc dù các cơ quan y tế đã loại trừ loại bệnh này được gây ra bởi virus dễ gây ra như loại gây ra dịch SARS hoặc cúm gia cầm. Theo SCMP, các cơ quan y tế thuộc Tinh Vũ Hán cũng nói rằng việc xác định virus gây bệnh phổi lạ cho 59 người vẫn đang tiếp tục. Trong khi đó, cơ quan y tế Hồng Kông cho biết số trường hợp nghi ngờ có triệu chứng mắc bệnh loại này đã lên tới 21 người, với 6 trường hợp được báo cáo chỉ trong khoảng 24 giờ từ trưa Chủ nhật và tới trưa thứ Hai. Tổng cộng có 163 người đã tiếp xúc trong khoảng cách gần với các bệnh nhân bị nhiễm bệnh lạ đã được theo dõi y tế. Chưa có trường hợp tử vong vì loại bệnh này nào được báo cáo. Philippines sơ tán công dân ở Iraq. Bộ Ngoại giao Philippines sáng nay
phát yêu cầu sơ tán khẩn cấp công dân nước này ở Iraq, ngay sau khi Iran tấn công hai căn cứ đồn trú Mỹ, theo Reuters. Cấp cảnh báo ở Iraq đã được nâng lên mức 4, mức yêu cầu sơ tán bắt buộc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, Idero Mende, phát biểu sáng 8 tháng 1. Giới chức Úc cảnh báo sơ tán trước thảm họa cháy rừng. Các quan chức Úc hôm nay cảnh báo người dân sơ tán trước dự báo các vụ cháy rừng sắp tới có thể sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát, AFP cho hay. Cư dân ở phía đông bang Victoria được yêu cầu rời đi trước khi một đợt nắng nóng khác làm tăng nguy cơ cháy rừng vào thứ Sáu tuần này, mùng 10 Tây tháng 1. Trong khi tại chính quyền bang Úc bắt đầu di rời người dân lên đảo Kangaroo. Rời đi, hãy rời đi sớm. Bộ trưởng Cảnh sát bang Victoria Lisa Neville kêu gọi những người trong khu vực nguy hiểm. Iran, động đất gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr. India Today thông tin mùng 8 tháng 1, một trận động đất 4,9 độ xảy ra ở Iran gần nhà máy hạt nhân Bushehr vào hôm nay khi căng thẳng ở Trung Đông tăng vọt sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào căn cứ quân đội Iraq. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết động đất xảy ra vào khoảng 5 giờ 50 ngày 8 tháng 1 giờ Iran, 9 giờ 20 phút giờ Hà Nội, ở độ sâu 10 km. Tầm chấn ở phía đông nam Borazan, thủ phủ tỉnh Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đã phóng ít nhất 15 tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự Iraq có lính Mỹ đồn trú. Động thái được cho là nhằm đáp trả Mỹ đã không kích tiêu diệt chỉ huy lực lượng Quds Soleimani của Iran hôm 3 tháng 1. Sau vụ động đất khoảng 20 phút, một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine chở 176 hành khách và phi hành đoàn bị rơi gần sân bay quốc tế. Ayman Khomeini Tarrant, Iran khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng. Chuyến bay số hiệu PS752 đang hướng đến thủ đô Kyiv của Ukraine gặp sự cố lúc 5 giờ 44 giờ Tehran, 9 giờ 44 giờ Hà Nội, gần sân bay quốc tế. Ayman Khomeini chỉ sau vài phút sau khi cất cánh. Ngoại trưởng Mike Pompeo lên tiếng ủng hộ tự trị Hồng Kông là lên án đàn áp người gì ngu nhĩ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Ba ngày 7 tháng 1 đã tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với quyền tự trị của Hồng Kông và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án Trung Quốc về sự đối xử tàn bạo đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ công kích hàng loạt vi phạm và lạm dụng nhân quyền của chính quyền Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo thiểu số khác như một phần của cuộc chiến rộng lớn hơn của Đảng Cộng sản đối với tín ngưỡng, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh tôn vinh cam kết đảm bảo luật pháp độc lập của Hồng Kông, theo SCMP ngày 8 tháng 1. Chúng tôi đang yêu cầu tất cả các nước, đặc biệt là những nước thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và Liên đoàn Ả Rập, lên tiếng tố cáo sự đối xử tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ, ông Pompeo nói. Ông Pompeo hoan nghênh tuyên bố ngày 2 tháng 1 của Hội đồng Đại diện Bahrain, ngày tỏ quan ngại sâu sắc về những điều kiện vô nhân đạo và đau đớn mà người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc phải chịu đựng. Bahrain đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng vai trò và trách nhiệm của mình và cứu lấy cuộc sống của những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ vô tội. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang vi phạm nhân quyền hàng loạt và lạm dụng đối với người Duy Ngô Nhĩ, người dân tộc Kazakhstan, người Slovak và những người Hồi giáo khác bị giam giữ tại Tân Cương. Ông Pompeo phát biểu tại hội nghị nhận xét về việc bổ nhiệm Lạc Huệ Ninh gần đây của Trung Quốc với tư cách là người đứng đầu văn phòng liên lạc Hồng Kông Trung Quốc.
Ông Pompeo lưu ý rằng ông Lạc đã bày tỏ hy vọng rằng Hồng Kông sẽ trở lại đúng đường. Nhưng đúng đường, như tôi đã nói trước đây, là để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tôn trọng cam kết của mình đối với Hồng Kông trong tuyên bố chung Trung Anh đệ trình tại Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng nói. Mỹ cảnh cáo công dân về sự trả thù của Iran. Theo bản tin của Reuters, Hoa Kỳ hôm thứ Hai, tháng 1 ngày 6, đã lưu ý công dân của mình đang sinh sống tại ở Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine phải cảnh giác với sự trả thù của Iran. Sau khi chính quyền Trump tiêu diệt tướng Soleimani, một nhân vật chống cực đoan nhưng được coi là anh hùng trong mắt Tehran. Cảnh báo được đưa ra trên các trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ, trong khi đó Israel, một quốc gia đối địch với Iran và ủng hộ việc tiêu diệt Soleimani, chưa đưa ra khuyến cáo nào với người dân của mình, mặc dù truyền thông quân đội của nước này nói rằng lực lượng vũ trang đã được cảnh cáo về việc Iran có thể thực hiện hành động trả thù. Đài tiếng nói của quân đội Israel cho hay hệ thống cảnh báo đỏ của lực lượng bảo vệ quốc gia có thể được kích hoạt trong trường hợp bị tấn công bằng súng cối hoặc hỏa tiễn. Các cuộc tấn công kiểu như vậy từng được thực hiện định kỳ bởi nhóm Hamas, một lực lượng được Iran hậu thuẫn từ phía Gaza. Mỹ cáo buộc Nga, Trung im lặng trước việc tấn công đại sứ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cáo buộc Nga và Trung Quốc hôm thứ Hai, tháng 1 ngày 6, đã cố gắng chặn một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh sự bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao và lãnh sự sau khi một nhóm người được cho là do Iran giật dây tấn công đại sứ quán Mỹ ở Baghdad vào ngày 31 tháng 12 theo Reuters. Theo nguyên tắc, một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên phải nhận được sự đồng thuận thì mới có giá trị. Trong khi đó, phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc cho biết 27 quốc gia đã lên tiếng chống lại cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, trái ngược hoàn toàn với sự im lặng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì hai thành viên thường trực Nga và Trung Quốc không chấp thuận ra tuyên bố lên án cuộc tấn công này. Mỹ bắt đầu tiếp nhận các ý kiến về lệnh cấm đối với Huawei. Ủy ban truyền thông liên lạc FCC Hoa Kỳ đã bắt đầu tiếp nhận các ý kiến của công chúng đối với quyết định liệt hai công ty công nghệ của Trung Quốc là Huawei Technologies và ZTE vào danh sách cách thức để đe dọa an ninh nước Mỹ, theo bản tin hôm thứ Ba, tháng 1 ngày 7 của SCMP. Cho tới tháng 2 ngày 3, các tổ chức hoặc cá nhân quan tâm có thể đưa ra bình luận của mình về quyết định cấm các nhà cung cấp dịch vụ không dây ở khu vực nông thôn mua thiết bị viễn thông từ hai công ty Trung Quốc bằng tiền từ khoản ngân sách 8,5 tỷ đô la của chính phủ Mỹ. Khi kết thúc thời hạn một tháng, FCC sẽ xem xét các ý kiến đưa ra quyết định cuối cùng. Động thái này cho thấy chính quyền Trump vẫn tiếp tục giữ thái độ cứng rắn với hai công ty bị coi là gián điệp, thực hiện hành vi thu thập thông tin tình báo cho Trung Nam Hải. Peter Vũ và Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Hẹn quý vị kỳ tới. Kính chúc quý khán thính giả, gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương.